Dạ vâng, trước tiên cho phép Công Nguyên và Cường Thanh chào mừng quý vị đến với chương trình Sao Nguyên Diamond Show. Dạ vâng, xin chào mừng tất cả quý vị đã trở lại chương trình Sao Nguyên Diamond Show. Và hôm nay là ngày thứ 6, ngày 4 tháng 11 rồi quý vị, năm 2022. Hân hoan chào mừng tất cả quý vị trở lại với chương trình. Dạ vâng, hôm nay là ngày thứ 6, 4 Tây, cũng là ngày show đầu tiên của tháng 11 rồi. Nhanh quá phải không quý vị? Mới đây mà đã tháng 11 rồi, mình sẽ bước vào tháng 12 của tháng cuối năm. Và tháng 12 cũng như là những tháng đầu năm thì sẽ có nhiều ngày lễ cũng như là ngày Tết sắp tới. Thì Nguyên hy vọng là trong chương trình Sao Nguyên Diamond Show như thế này, hy vọng quý vị sẽ vừa thưởng thức những sản phẩm về jewelry và vừa lựa cho mình được một cái sản phẩm nào đó vừa ý để làm quà cho chính mình hoặc là làm quà cho người thân của mình nha quý vị. Dạ vâng, thì trong thời gian vừa qua quý vị ủng hộ rất là nhiều tiệm vàng Sao Nguyên cũng như là chương trình Sao Nguyên Diamond Show, làm rất là nhiều ra sản phẩm để ship đến cho quý vị, đến nỗi mà Nguyên và Thanh làm không kịp, ship không kịp cho quý vị luôn, nhưng mà vẫn là đúng ngày đúng giờ đàng hoàng. Thường thì Nguyên nhận order xong là ngày hôm sau Nguyên đã sửa sai và tiếp một ngày nữa là ship đến quý vị. Và khi ship đến quý vị chỉ có overnight thôi, một ngày là tới rồi, rất là nhanh. Và lúc nào cũng vậy, mặc dù đông khách, mặc dù nhiều khách, nhiều quý vị order, nhưng mà Nguyên vẫn giữ đúng cái policy cũng như là cái cách thức làm việc của mình, thật là nhanh, thật là gọn và thật là lẹ. Và nhanh gọn lẹ nhưng mà vẫn đúng cái chất lượng quality của cái cách phục vụ của mình. Dạ vâng. Và thưa quý vị, hôm nay là cái show số 190 rồi quý vị. Quý vị ơi, quý vị nhớ cái show của hai ngày trước quý vị rất là vui đúng không? Halloween, những cái món quà nó không có là bao nhiêu tiền nhưng mà đó là cả một cái tấm lòng của chương trình nó mang đến cho tất cả quý vị như quý vị. Thì đó là giống như là một cái dấu ấn của một cái ngày lễ để mà mình có một cái chút quà nhỏ thôi để gửi đến cho tất cả quý vị như quý vị. Vì nhớ không, rất là vui ha. Dạ, một năm mới có một lần. Dạ vâng, một năm mới có một lần một ngày lễ. Lễ Halloween, rồi Thanksgiving sắp tới mình rồi, cũng như là ngày lễ Christmas hay là New Year. Thì Nguyên nghĩ rằng là ở đâu cũng sẽ có rầm rộ sale, cũng như là Black Friday, cũng như là những cái món quà từ những công ty của chính thương hiệu để gửi đến cho quý vị. Thì thương hiệu Sao Nguyên Diamond Show cũng vậy, cũng ráng để mà suy nghĩ những món quà nào vừa dễ thương mà vừa giá trị để gửi đến cho quý vị. Thành ra quý vị xem chương trình đông vui và càng lúc càng ủng hộ. Thì Nguyên thấy là mỗi lần như vậy, Nguyên thay đổi món quà và thay đổi cái cách phục vụ của mình. Dạ vâng quý vị, em nghe nói tới Thanksgiving thì em mới nghe những cái deal gần đây người ta đưa lên là gà Tây năm nay chắc cái giá rất là cao đó quý vị. Đó, Thành không biết như thế nào thì mình để trông đợi tới Thanksgiving hôm nay, năm nay thì có như thế nào ấy vậy. Dạ vâng. Người Việt mình thì không thích ăn gà Tây nhưng mà cũng phải có một cái mâm gà Tây giống như là cái truyền thống của người Hoa Kỳ hả quý vị. Cho nên ít nhiều gì mỗi nhà cũng có mỗi con gà Tây thì đại gia đình sum họp lại thì là thành ra một cái family, mà family thì có gà Tây và sẽ có những món quà thân thương trao gửi với nhau trong cái ngày lễ Thanksgiving nữa. Dạ vâng, tại lễ Thanksgiving cũng sắp tới rồi thì mình sẽ chuẩn bị đi là vừa, chứ bây giờ mình đợi tới chừng đó mà mình mua quà rồi mình sửa sai rồi mình đo ni nhẫn đi tay kia cái thứ thì sẽ trễ rồi quý vị. Cho nên quý vị xem chương trình nha, xem chương trình đông dạ vui thì cái gì nó cũng phải có sự chuẩn bị trước thôi vì thì nó sẽ tốt hơn là tới lúc đó mình cần thì mình sẽ có để mình mang ra để mình làm quà liền hết vậy. Rồi thôi khỏi mất thời giờ quý vị, mời quý vị bước vào sản phẩm số 1 của chương trình Sao Nguyên Diamond Show hôm nay. Và đây là một trong những chiếc nhẫn mà tiệm vàng Sao Nguyên đã bán rất là nhiều và quý vị ủng hộ cũng rất là nhiều. Nghệ thuật kết hợp giữa kim cương trắng và kim cương màu xanh blue rất là đẹp. Mời quý vị nhìn lên màn hình để chiêm ngưỡng hai chiếc nhẫn, một chiếc màu trắng vàng 18 và một chiếc màu vàng vàng 18. Kết hợp giữa hai màu kim cương trắng và màu xanh đẹp như thế nào? Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng. Dạ vâng, sản phẩm số 1 thưa quý vị. Vì thấy một cái cặp nhẫn này, ở bên tay phải của mình là một cái chiếc nhẫn màu vàng và bên tay trái của mình là sản phẩm vàng màu trắng.
tất cả là vàng 18 quý vị. Và trên đây quý vị ơi, mình có design bởi hai màu kim cương, đó là màu kim cương trắng và màu kim cương xanh đi chung với nhau quý vị. Mỗi chiếc cân nặng khoảng 5.1 gram. Vàng 18, một bên là màu trắng, một bên là màu vàng để quý vị so sánh. Và trên đó thưa quý vị, có tất cả là 11 viên kim cương 2 ly 8, trong đó có 6 viên kim cương xanh và 5 viên kim cương trắng. Kim cương trắng là nước Ý VVS1 và kim cương xanh là màu xanh VS1 nha quý vị. Dạ vâng, nếu tính mỗi viên kim cương trung bình tại tiệm vàng Sao Nguyên là 140, nhân cho 11 viên sẽ là 1.540, cộng cho 550 tiền vàng tiền design. 1.540 cộng cho 550 là 2.090. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị một giá rất 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 là đặc biệt. Dạ vâng, chỉ có 990 đô la mà thôi. 990 đô la cho mỗi chiếc nhẫn quý vị. Và sản phẩm này, cái sản phẩm này quý vị, để Thanh quay cái sản phẩm ngang lại cho quý vị coi. Nó là một cái đai nhẫn band mà rất là dày dặn, rất là nặng vàng quý vị. Đó, thì vì đeo nó rất là chắc chắn và rất là đẹp. Tất cả là vàng 18 hết, màu trắng cũng như màu vàng. Và trên đây mình có 11 viên kim cương 2 ly 8. Đó, kết hợp giữa kim cương xanh và kim cương trắng như quý vị, rất là đẹp. Dạ vâng, xin mời quý vị với cái giá rất đặc biệt, chỉ có là 990 đô la như quý vị. Dạ vâng, đúng, chỉ có 990 đô la thôi. Nếu quý vị trừ đi 550 tiền vàng tiền design thì còn lại có 440 mà chia cho 11 viên kim cương, tính ra mỗi viên có 40 đô la thôi quý vị. Rất là đặc biệt hả quý vị? Tại vì mình mua chung với nhau như vậy nên mới có giá đặc biệt như thế này. Chứ mỗi viên 28 không có giá 40 đô la nha quý vị. Nếu quý vị mua trên chiếc nhẫn hiện giờ trên màn hình kết hợp giữa hai viên kim cương trắng và kim cương xanh như thế này với 11 viên 28, xin đặc biệt mang đến cho quý vị chỉ có 900 thối lại 10 đồng. Dạ vâng, 1.000 thối lại 10 đồng, 990 đô la thưa quý vị. Đó, đúng rồi quý vị. Hôm trước em nói thì cũng nói em giống vậy đó, bây giờ phải nói lại. Hôm trước em vừa nói vậy, cái này là được 1.000 thối lại 10 đồng. Nhưng bữa nay đừng nói là 1.000 thối lại 10 đồng quý vị cho sản phẩm số 1 nha quý vị. Là màu vàng cũng như màu trắng, quý vị nào mình thích màu nào thì Thanh sẽ gửi đến cho quý vị nha. 990 đô la cho mỗi sản phẩm. Vàng 18 rất là dày vàng và 11 viên kim cương, mỗi viên 2 ly 8 nha quý vị. Rồi. Và khi quý vị chọn được một chiếc nào rồi thì quý vị sẽ được làm size miễn phí nha quý vị. Quý vị làm đúng cái size tay của mình miễn phí. Và chiếc nhẫn sau đây là một design tuyệt vời, trên đó có hơn 1 carat kim cương 3 guest, rất là đẹp đó quý vị. Chiếc nhẫn cân nặng 7.7 gram, vàng trắng, vàng 18, vỏ Hồng Kông. Trên đó quý vị thấy con cảo hơn 1 carat rưỡi kim cương 3 guest, tạo nên những cánh hoa tuyệt vời cho chiếc nhẫn này. Và chiếc nhẫn với một độ tổng to tổng thể là 2/3 inch là độ to tổng thể của đóa hoa. Nhụy hoa thưa quý vị là một viên kim cương 4 ly 7, nước Ý VVS1 trắng sạch thưa quý vị. Nếu tính mỗi viên kim cương 4 ly 7 này là 1.200 thôi, cộng cho cái vỏ bên ngoài với 1 carat rưỡi kim cương 3 guest là 2.100, 1.200 cộng 2.100 là 3.300 thưa quý vị. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có 2.290 đô la. 2.290 đô la quý vị cho sản phẩm này. Bởi vì thấy nó có những cái viên baguette, nó kết đầy trên những cái cánh hoa như thế này hết quý vị. Và vàng là vàng 18 mua luôn màu trắng. Ở giữa mình có một cái nhụy hoa là viên kim cương 4 ly 7. Và Thanh sẽ đưa một cái đồng sen ở đây cho quý vị coi. Thì nó bằng cái đồng sen này cũng có thể là lớn hơn đó quý vị. Đó, Thanh thấy là nó lớn hơn một chút xíu luôn đó. Dạ vâng, 3/4 inch là gần 1 inch chắc quý vị. 3/4 inch có nghĩa là cái đồng 25 cent mình nó gần có 4 phần thì nó chiếm hết 3 phần đấy quý vị. Nó gần bằng cái đồng 25 cent của mình nha quý vị. Dạ vâng, chiếc nhẫn tuyệt đẹp, một đóa hoa với những cánh hoa toàn là kim cương baguette
đó. Và nhụy hoa là một viên kim cương 4.7 VVS1 như thế này, xin đặc biệt chỉ có $2,290 nha quý vị. $2,290 cho sản phẩm số 2. Các bạn xin mời quý vị. Vàng 18 màu trắng, vỏ của Hồng Kông quý vị, rất là đẹp. Thì họ lắp những cái baguette ở trên đó, quý vị thấy không, rất là tuyệt vời, đẹp lắm. Và tiếp theo đây là một đôi hoa tai với một design là những thẻ vuông. Đôi hoa tai này rất là đẹp thưa quý vị, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng. Đôi hoa tai cân nặng 2.6 gram, vàng trắng, vàng 14K với một design 18 viên kim cương 2.5 ly, tức là mỗi bên là 9 viên đó quý vị, 9 viên 3, 6, 9, sắp thành một cái thẻ vuông, một cái ship vuông. Quý vị có thể đeo vào tay mình giống như hình vuông cũng được, hay là quý vị đặt theo kiểu hình thoi như thế này cũng được nha quý vị. Tất cả là nước EVVS1, cân nặng là 0.85 poi, tức là còn 15 poi nữa là đủ một carat cho 18 viên kim cương 2.5 ly này đó quý vị. Và cái độ to tổng thể từ cạnh này đo với tận cạnh kia đó là 11 ly nha quý vị. Dạ vâng, nếu tính mỗi viên kim cương chỉ có $60 thôi thì 18 viên sẽ là $1,080 cho 18 viên kim cương này, cộng chứng tiền vàng, tiền vỏ, tiền design, tất cả hơn 1.500. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có $890 cho đôi hoa tai rất là đẹp, 18 viên kim cương 2.5 ly VVS1. Dạ vâng, $890 quý vị cho sản phẩm này. Quý vị, ở trên đây mình có 18 viên kim cương 2.5 ly, nó được đặt trên một cái đôi bông tai, cái ship hình vuông như thế này. Quý vị hay quay ngang lại thì mình đeo nó giống cái hình thoi không quý vị, thì nó là một cái ship vuông rất là đẹp. Mỗi bên như vậy là nó có 9 viên kim cương, hai bên là 18 viên kim cương 2.5 ly, vàng màu trắng, vàng 14K về thiết kế này rất là đẹp. Chắc là sửa lại màn hình lại một xíu thôi, cái màn hình này nè. Cái gì? Cái màn hình cái máy này sửa lại một xíu màn hình được không? Dạ vâng, và viên kim cương đây là trắng nha quý vị. Nếu quý vị thích chiếc nhẫn này, đôi hoa tai này. Được rồi. Chút xíu nè. Rồi, được rồi. Thêm xíu thôi. Xíu thôi. Lùi lại một xíu. Ít thôi. Dạ vâng, quý vị có thể chụp hình để gửi vào số phone 714-775-7878 nha quý vị. Dạ vâng, sản phẩm số 3 này chỉ có $890. Dạ vâng, quý vị nào yêu thích bất cứ sản phẩm nào trong những cái chương trình Sao Nguyên Diamond Show, xin quý vị hãy chụp hình lại nha quý vị và gửi vào cái số điện thoại là 714-775-7878 thì Thanh sẽ giữ cái sản phẩm đó lại và sẽ gửi đến cho quý vị nha. Và chiếc vòng bangle sau đây là một chiếc vòng cân nặng 21 gram, vàng màu vàng 14K thưa quý vị. Trên đó quý vị thấy 5 viên kim cương từ 3.5 ly cho đến 5.4 ly. Từ 3.5 ly cho 5.4 ly thì quý vị thấy 2 viên hai bên đó là 3.5 ly. Xong rồi 2 viên kế tiếp là 4.5 ly. Và cái center là viên 5.4 ly nha quý vị. Cái viên 5.4 ly là cái viên hơn nửa carat. Nước EVS1, tổng cộng tất cả là 1.6 carat nha quý vị, nghĩa là hơn 1.5 carat đó, tất cả. Hôm nay xin đặc biệt đến với vị một chiếc vòng cân nặng 21 gram này và trên đó hơn 1.6 carat, xin đặc biệt đến với vị chỉ có $3,550
trong đó có cái viên kim cương 5 ly 4 nữa thưa quý vị. Và 3.550 đô la quý vị. Và quý vị có thể làm cái size vừa tay của mình, từ size 48 cho đến size 60, Nguyên sẽ chỉnh là cái size đúng size tay cho quý vị luôn, free, không tính thêm tiền. Dạ vâng. Dạ vâng, viên kim cương ở giữa là một viên kim cương 5 ly 4 và hai bên đó quý vị là hai viên kim cương 3 ly rưỡi đúng không? Hai viên 4 ly và 4 ly rưỡi hả? Dạ, hai còn hai bên kế tiếp là 4 ly 4 ly rưỡi và center là viên kim cương 5 ly 4. Dạ vâng, mang đến cho quý vị chỉ có là 3.550 đô la nha quý vị. Vàng thì màu vàng. Cái thiết kế này quý vị thấy rất là lạ. Nó được nhận ở trong một cái hai cái thanh hai bên quý vị, ôm viên kim cương chứ không có những cái chấu nha quý vị. Thì quý vị đeo nó không có vướng, không vướng víu gì cho. Nhưng mà xô toàn bộ viên kim cương lên hết rất đẹp quý vị. Nha. Xin mời đến cho quý vị chỉ có 3.550 đô la. Sản phẩm này là sản phẩm số 4 rồi. Dạ vâng. Ba ly rưỡi, 4 ly, 4 ly rưỡi và viên ở giữa là một viên 5 ly 4 quý vị. Và thưa quý vị, chương trình apply cho một năm không trả tiền lời vẫn còn tại chương trình Sao Nguyên Đem Show nha quý vị. Quý vị nào muốn biết mình có approve hay không, xin quý vị liên lạc về số phone 714-775-7878. Nguyên sẽ giúp cho quý vị apply chương trình mua trả góp trong vòng một năm không tính tiền lời. Và khi quý vị approve rồi thì Nguyên sẽ gửi sản phẩm liền đến nhà liền cho quý vị. Cái này quý vị chưa trả đồng nào hết. Sau đó quý vị sẽ trả từ từ nhà, cho nhà bank cho đến một năm mà không tính thêm tiền lời. Dạ vâng. Và đôi hoa tai sau đây cân nặng 3.5 gram, vàng trắng, vàng 14, một design đặc biệt của Hồng Kông thưa quý vị. Đây là một jacket, một jacket. Có thể quý vị đeo chung với jacket hay đeo riêng ra cũng được nha quý vị. Jacket bên ngoài gồm có 20 viên 1 ly 8 là những cánh hoa ở bên ngoài đó quý vị ha. Là những cánh hoa bên ngoài là 20 viên 1 ly 8. Còn cái đôi hoa tai bên trong là 10 viên kim cương xanh 2 ly 7 và 2 viên kim cương trắng 2 ly 7 là cái nhụy hoa. 2 viên kim cương trắng 2 ly 7 là nhụy hoa đó là VVS1. Còn 10 viên kim cương xanh 2 ly 7 xung quanh đó là VS. Tổng cộng là hơn 1 carat rưỡi kim cương tại đây. Với một độ to tổng thể bên ngoài đó, độ được đo là 12 ly nha quý vị. Độ đo tổng thể là 12 ly. Hôm nay đặc biệt đến với vị một cái giá super buy. Từ 1.800 mà sale cho quý vị chỉ có 990 đô la cho đôi hoa tai jacket tuyệt đẹp như thế này. Dạ vâng, thì cái sản phẩm này quý vị muốn theo cái đôi hoa tai ở giữa mình đó là hai bên nó có 10 viên kim cương màu xanh và hai cái nhụy của nó là hai viên kim cương trắng quý vị. Và ở ngoài nó có jacket của nó là những cái viên kim cương trắng đó, thì quý vị sẽ đeo được hai kiểu. Mình có thể lấy cái jacket ra, mình đeo cái đôi bông tai với những cái viên kim cương phía trong thôi. Thì nó cũng là một cái design bông cúc. Bởi vì để vô thêm một jacket nữa thì nó to hơn, nó hoành tráng hơn. Nha quý vị, thì cái sản phẩm này chỉ có 990 đô la mà thôi. Quý vị nào mình thích thì hãy chụp hình lại. Và sản phẩm này Thanh có 3 đôi mà thôi nha quý vị. Dạ vâng, và đôi hoa tai đó, hoa cúc đại đó này, với độ to tổng thể là 12 ly, vừa là jacket, vừa đôi hoa tai và vừa là kết hợp kim cương trắng và vừa là kết hợp kim cương xanh. Tuyệt vời, tất cả xin mang đến cho quý vị chỉ có là 990 đô la. Và sản phẩm này Thanh có một cái cũng giống, thiết kế cũng giống như vậy luôn quý vị, nhưng mà tất cả là kim cương trắng hết thì cũng có luôn nha quý vị. Quý vị nào mình thích thì em sẽ gửi đến cho tất cả quý vị nha. Một cái giá rất đặc biệt, chỉ có 990 đô la, đúng không anh? Rất đặc biệt. Vừa cái trắc kẹt mà vừa cái bông tai luôn quý vị. 990 đô la. Và cái đặc biệt khác là quý vị có thể làm đúng theo ý thích của mình, là chốt đẩy hay là chốt vặn, Thanh sẽ chỉnh là cho quý vị hoàn toàn miễn phí, không tính thêm tiền. Và thời gian vừa qua
chương trình Sao Nguyên Đam Show được quý vị ủng hộ rất là nhiều. Nguyên và Thanh phải nói rằng là nhờ sự yêu mến của quý vị cho nên chương trình mới có được đến ngày hôm nay, và phải nói là quý vị nhận được món đồ nào quý vị cũng đều là tóm tắt khen rằng là Nguyên nói sao thì đồ và sản phẩm giống như vậy, không có thay đổi gì hết, và rất là chi tiết. Quý vị mới nói rất rất là chi tiết, rất là đúng. Và chiếc nhẫn sau đây là một chiếc nhẫn design 5.6 gram vàng trắng, vàng 14K. Trên đó thưa quý vị có 36 viên kim cương 1.5 ly cho đến 1.8 ly, tạo nên một cái vỏ nhẫn tuyệt vời, giống như là một cái đường xoắn lại với nhau để cho cái vỏ nhẫn tạo nên một cái design cũng khá to ha quý vị. Và center là một viên kim cương 5 ly chính thưa quý vị, nước ép SI. Thì quý vị biết là từ 6 ly sẽ là 1 carat rồi. 6 ly, 6 ly 2, 6 ly 3 là 1 carat. Thì cái này 5 ly chính là gần 1 carat ha quý vị. Dạ vâng, hôm nay nếu tính một cái viên gần 1 carat mà VVS á, là phải là 5.000, 5.5 cho đến 6.000. Nhưng mà riêng cái viên kim cương này là viên kim cương SI thì Nguyên tính chỉ giá tại tiệm vàng Sao Nguyên chỉ có 2.500 thôi nha quý vị. Cộng cho cái vỏ bên ngoài với những viên kim cương là 1.200. 2.500 cộng cho 1.200 là 3.700. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến quý vị rất rất là tuyệt vời, chỉ có wow, 1.770 đô la. 1.770 đô la quý vị ơi, cho chiếc nhẫn này. Thì mình thấy ở trên nó có những cái viên kim cương, họ đi hai bên là mỗi bên hai lai kim cương quý vị ha. Hai bên là hai lai kim cương, bốn lai kim cương. Ở giữa mình có viên kim cương 5 ly chính nữa. Vàng màu trắng rất là đẹp, và cái thiết kế nó cũng rất đơn giản quý vị. Quý vị thấy nó đơn giản lắm để mà nó ôm một cái viên kim cương 5 ly chính như thế này. Quý vị thì quý vị thấy để đứng cái sản phẩm cho quý vị coi thì nó như thế này. Xin mang đến cho quý vị chỉ có 1.770 đô la mà thôi cho viên kim cương 5 ly chính và một cái design như thế này nha quý vị. Rồi. Dạ vâng, viên kim cương gần 1 carat và viên kim cương 5 ly chính như thế này với một vỏ nhẫn design Hồng Kông đẹp. Đặc biệt tất cả chỉ có 1.770 đô la. Rất là đặc biệt thưa quý vị, chỉ có 1.770 đô la mà thôi. Và chiếc vòng bangle sau đây là một design tuyệt vời kết hợp của 44 viên kim cương vuông thưa quý vị. Và 44 viên kim cương vuông này là nước Ý VVS1 và VS1. Tất cả cân nặng là 4.1 carat. 4.10 point quý vị, 4.10 point tức là 4 carat 1. Dạ vâng. Và chiếc vòng cân nặng 17 gram, vàng 18, màu trắng. Tất cả trị giá 5.500, nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có 2.970 đô la. 44 viên kim cương vuông được đặt trên một cái vỏ vàng trắng và vàng 18K nữa quý vị. Thì những cái viên kim cương này họ nhận nó liên lạc với nhau quý vị, thì cháu nó nằm chìm ở dưới luôn. Rồi ra quý vị nào mình đeo những cái sản phẩm này mùa đông, mình có thể đi làm hay là đi đâu đó để mà mình đeo cái sản phẩm này thì không sợ vướng víu vô những cái chiếc áo len của mình mặc vào mùa đông như quý vị. Thì sản phẩm này rất là tuyệt vời, chỉ có là 2.970 đô la mà thôi cho 44 viên kim cương vuông được đặt trên một cái vỏ vàng trắng, vàng 18 đó. Cái ship ở trên bề mặt của nó cũng vuông luôn đó quý vị, thành ra đẹp quá ha, rất là đẹp. Đẹp quá. Và 44 viên kim cương vuông này nhận theo kiểu invisible, tuyệt đẹp, và quý vị nhìn thấy trên màn hình.
Và cái vòng quý vị có thể làm sai từ 48 cho đến sai 60 được. Nguyên sẽ giúp quý vị làm đúng sai tay của vị miễn phí, không tính thêm tiền nha quý vị. Dạ vâng. Tất cả 4 carat kim cương và chiếc vòng cân nặng 17 gram vàng 18 như thế này mà chỉ có là $2,970 thôi thưa quý vị. Đặc biệt lắm quý vị những sản phẩm như thế này. Và đôi hoa tai sau đây là một design donut tròn hay còn gọi là form nữ hoàng. Và đôi hoa tai cân nặng 2.5 gram, vàng 18 vỏ Hồng Kông với những design viên kim cương xung quanh vòng tròn như thế này. Và độ to tổng thể là 8 ly. Center thưa quý vị là hai viên kim cương 4 ly rưỡi, nước ép VVS1. Wow, đẹp quá các vị. Dạ vâng, hai kim cương 4 ly rưỡi này cân nặng là 71 poin. Cộng thêm với những kim cương xung quanh chắc chắn là hơn 1 carat rưỡi nha các vị. Hôm nay nếu tính mỗi viên 4 ly rưỡi tại tiệm vàng sao nguyên là 900 rưỡi thôi thì hai viên sẽ là 1.900 cộng cho cái vỏ bên ngoài. Vỏ Hồng Kông vàng 18 và những viên kim cương xung quanh các vỏ bên ngoài là 1.300. Dạ vâng, 1.900 cộng cho 1.300 là 3.100. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có $1,650. $1,650 quý vị cho một đôi bông tai nữ hoàng tròn. Đó, thì quý vị thấy xung quanh cái sản phẩm này đó là những cái viên kim cương. Họ đặt ở trên cái vòng hết, thấy vị xung quanh hết là kim cương tròn hết. Tất cả là kim cương tròn. Quý vị thấy ở giữa mình có hai viên kim cương 4 ly rưỡi nữa. Và đã được đặt trên một cái vỏ vàng 18 khê màu vàng của Hồng Kông nha quý vị. Đó, thì sản phẩm này từ cái chiếc nhẫn, mặt dây chuyền và cả đôi bông tai thì bên Sao Nguyên bán rất là nhiều quý vị, rất là chạy hàng cho những cái sản phẩm tròn như thế này. Thì sản phẩm này hôm nay Thanh xin gửi đến cho quý vị chỉ có $1,650 mà thôi. Thì đó, quý vị tính cả cái vỏ đi mà cả một cái hai viên kim cương 4 ly rưỡi nữa mà cái giá này thì quý vị ơi rất là đặc biệt, rất là đặc biệt đó quý vị. Dạ vâng. Dạ vâng. Chỉ có $1,650 cho hai viên kim cương 4 ly rưỡi đặt trên một cái vỏ vàng 18 khê màu vàng của Hồng Kông nha quý vị. Rất là tuyệt vời. Xin mời quý vị. Và quý vị nhớ không, những cái sản phẩm như thế này thì nó có màu trắng và màu vàng. Đó, thì nó có nhiều cái mặt dây chuyền cũng có và những cái chiếc nhẫn cũng có luôn. Và những cái donut như thế này nó có cả những cái đôi hoa tai toàn ten cũng rất là dễ thương và trẻ trung thưa quý vị. Rất là đặc biệt. Cho nên quý vị nào đã từng có những chiếc nhẫn donut tròn hay là mặt dây chuyền donut tròn thì quý vị nên có một đôi hoa tai donut tròn như thế này để đi bộ chung với nhau nha quý vị. Và chiếc nhẫn sau đây là một chiếc nhẫn tuyệt vời, kết hợp hơn 1 carat kim cương baguette thưa quý vị. Tất cả hoàn toàn bằng kim cương baguette, rất là đẹp. Chiếc nhẫn cân nặng 6.9 gram, vàng trắng, chất liệu vàng 14. Hôm nay với một design tuyệt vời như thế này, trị giá trên 1.500, nhưng xin đặc biệt đến với vị chỉ có, đặc biệt quá vậy ta, $690 cho chiếc nhẫn tuyệt vời hoàn toàn kim cương baguette đẹp như thế này thưa quý vị, chỉ có $690. Đó, thì quý vị thấy nó thiết kế lạ lắm, Thành cũng không biết kêu bằng cái này, cái thiết kế giống cái nơ là cái hoa gì nữa mà thấy nó rất lạ quý vị. Để Thành nghiêng cái sản phẩm này qua cho quý vị. Đẹp quá quý vị. Toàn diện luôn sản phẩm này thì nó như thế này. Sao thấy chiếc nhẫn kia không vậy? Số chiếc nhẫn của mình không anh, thành số chiếc nhẫn người ta. Đó, quý vị thấy không? Kỳ ghê á. Rất là đẹp.
đẹp lắm quý vị, mấy cô đeo chỉ nhẫn đẹp lắm. Cô mấy chị đeo sản phẩm này vô thì sẽ rất là thích, tại vì nó rất là lạ và đẹp lắm. Mà chỉ có 690 đô la mà thôi quý vị. Nói thiệt quý vị nha, một chiếc nhẫn cân nặng 6.9 gram nha quý vị. 6.9 gram, tức là gần 7 gram rồi. Mà chỉ có 690 đồng mà trên đó hơn một carat kim cương baguette như thế này. Thì rất 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 là tuyệt vời đó quý vị. Quý vị nào chưa từng có một chiếc nhẫn mà viên kim cương baguette hoàn toàn đẹp như thế này. Mà chỉ có 690 thì quý vị nên nhanh tay nha. Dạ vâng. 690 đô la quý vị. Chiếc nhẫn rất là dễ thương ha quý vị. Dạ vâng, nếu quý vị nào thích sản phẩm nào trong chương trình Sao Nguyên Demo Show này hay những chương trình Sao Nguyên Demo Show trước, xin quý vị hãy chụp hình lại và gửi vào số phone 714-775-7878 nha quý vị. Và sau đây là một design vừa vàng màu vàng và vàng màu trắng để cho quý vị so sánh. Mỗi chiếc nhẫn như vậy cân nặng 5.5 gram, vàng 18, một bên là màu vàng, một bên là màu trắng. Trên đó thưa quý vị kết hợp giữa kim cương và ngọc thạch xanh. Dạ vâng, hai bên là 6 viên kim cương 2 ly, nước EVVS1, 6 viên 2 ly này là mỗi bên 3 viên đó quý vị nhìn thấy trên chiếc nhẫn ha. Và ngọc thạch xanh được đo là 13 ly là cái shape oval như thế này. Xin đặc biệt, từ tiệm vàng Sao Nguyên trị giá 1.200-1.300, nhưng hôm nay đến với vị chỉ có 650 đô la cho mỗi chiếc nhẫn. Vị tự ý lựa chọn màu vàng 18 hay là màu trắng 18 như thế này nha quý vị. Dạ vâng, cái màu vàng á, là quý vị thấy ở trên cái chiếc ở trên đấy vị là chiếc màu vàng, và cái chiếc thay để dưới là màu trắng, tất cả là vàng 18. Và ở trên đây mình có 6 viên kim cương 2 ly và ở giữa mình có một viên ngọc hình oval đẹp quá quý vị. Vì thấy cái sự trong trẻo của viên ngọc này, cái viên ở trên á, thì Thanh thấy nó có một cái bông đá màu xanh đậm nó đã lên rồi, rất là đẹp. Đó. Thì ở dưới thì quý vị nhìn kỹ vô sản phẩm mình thì thấy những cái sơn thủy đậm, hơi đậm thôi, nó phẩn phất lên nhưng mà nó sẽ lên nước nữa, nó sẽ rất đẹp quý vị. Và mỗi một cái sản phẩm như thế này, tất cả là vàng 18 và trên đây mình có 6 viên kim cương 2 ly nữa. Chung với một cái viên ngọc luôn như thế này mà chỉ có 650 đô la thôi quý vị. Đó. Rất là đặc biệt nha quý vị. Đây là những cái sản phẩm mà Thanh làm lên rất là nhiều để mà gửi đến cho tất cả quý vị sản phẩm những viên ngọc thạch rất đẹp và những viên kim cương kết hợp nha quý vị. 650 đô la. Dạ vâng, mỗi chiếc chỉ có 650 đô la. Có 650 đô la mà thôi quý vị. Đây là một cái chiếc nhẫn thành cặp trên tay là chiếc nhẫn màu vàng. Đó, để xuống cho quý vị kế, để kế luôn. Đẹp lắm. Nó xây chưa? Tuyệt vời quý vị. Chỉ có 650 đô la cho mỗi sản phẩm. Và chiếc nhẫn sau đây là một design bằng vàng 18, màu vàng, cân nặng là 6.3 gram. Trên đó thì quý vị thấy 3 lai kim cương, thì cái 2 lai hai bên là 22 viên 1 ly 6, nằm thấp xuống để show lên cái lai center là cái lai chính giữa đó quý vị, là cao lên, gồm có 5 viên kim cương 3 ly rưỡi, nước EVVS1. Dạ vâng, tất cả 3 lai kim cương này là cân nặng 1.20 poi, tức là 1 carat 20 nha quý vị. Dạ vâng, nếu tính mỗi viên 3 ly rưỡi là 208, thì 5 viên sẽ là 1.400,
cộng cho hai lai kim cương xung quanh và chiếc nhẫn bằng vàng 18 này là 1.800. 1.400 cộng cho 1.800 là 3.200. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có 1.880 đô la thôi, cho sản phẩm số 11. Thì ở đây quý vị thấy hai bên là hai lai kim cương, gồm có 22 viên kim cương 1.6-1.7. Quý vị thấy ở giữa mình có 5 viên kim cương 3.5 ly, đặt trên một cái vỏ màu vàng 18, rất đẹp. Cái này thành có màu trắng luôn nha quý vị, thì quý vị nào mình muốn màu trắng cũng có, màu hồng cũng có, và sản phẩm mình đang ở trên màn hình là màu vàng nha quý vị. Và mỗi sản phẩm chỉ có 1.880 đô la mà thôi quý vị. Cho 5 viên kim cương 3.5 ly và 22 viên kim cương từ 1.6 tới 1.7 vàng 18. Rất là đẹp thưa quý vị. Và quý vị sẽ được làm size miễn phí, đúng size tay quý vị, không trả thêm tiền. Và khi ship đến tận nơi cho quý vị thì quý vị đeo vô là vừa liền. Quý vị thấy kim cương này rất là chiếu sáng, và sản phẩm này được đặt trên một cái vỏ vàng 18 nữa, thì cái sản phẩm này mình có 3 màu nha quý vị, màu trắng, màu vàng và màu hồng luôn nha quý vị, cả 3 màu luôn, màu nào cũng có. Như Thanh nói quý vị rồi đó, có cả 3 màu, quý vị có thể chọn màu trắng, màu vàng hoặc là màu rose gold. Và chiếc nhẫn tiếp theo là một design đặc biệt, cũng là vàng 18 màu trắng, cân nặng là 5.8 gram. Thưa quý vị, cũng là 3 lai kim cương, nhưng mà 2 lai hai bên đó, họ nhận theo kiểu channel, nhận chìm và thấp xuống, gồm có 20 viên 1.7 để tôn lên cái lai center là 5 viên kim cương 3.9 cao lên. Thưa quý vị, và 5 viên kim cương 3.9 này nước Y VVS1. Dạ vâng, nếu tính mỗi viên trung bình tại tiệm vàng Sao Nguyên là 450, thì 5 viên sẽ là 2.250, cộng cho 2 lai kim cương hai bên với là tiền vàng thì design xung quanh là 1.800. 2.250 cộng cho 1.800 là 4.050. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có 2.150 đô la. Rất là tuyệt vời thưa quý vị. 5 viên kim cương 3.9 và hai bên mình có hai cái lai hai bên nữa quý vị. Dạ vâng. Và mỗi một viên kim cương như vậy là 1.7-1.8 là hai cái lai hai bên đấy quý vị. 5 viên 3.9 quý vị. Màu trắng, vàng màu trắng, vàng 18. Đó, thì sản phẩm này Thanh có một màu quý vị. Đó, hiện bây giờ là có một màu thôi. Quý vị muốn màu hồng thì Thanh sẽ cho thợ lên màu hồng. Màu vàng thì Thanh sẽ vô cái vỏ màu vàng cho quý vị nha. Mỗi một sản phẩm như thế này chỉ có 2.150 đô la mà thôi. Sản phẩm trên màn hình của mình hiện giờ là màu trắng quý vị. Thì bây giờ cái màu này thì Thanh chưa có sẵn. Muốn màu vàng thì mình phải order thôi. Thì trong vòng từ 5 ngày cho tới 1 tuần quý vị thì mình sẽ có nha. Tại vì cái này thì Thanh chưa có, bây giờ thợ nó làm chưa có xong. Chỉ có 2.150 đô la. Xin mời quý vị. Cái này hai bên cái đai quý vị thấy nó nhận hai cái lai kim cương, nhận chìm xuống, nó không có chấu như cái sản phẩm màu vàng mà Thanh mới show cho quý vị. Cái này và cái này khác nhau hết quý vị, không giống. Nhiều khi mình nhìn nó thì nó giống giống như vậy đó, nhưng mà thật sự nó khác biệt xa vời. Thấy vậy. Rồi. 5 viên kim cương 3.9. Dạ vâng, mỗi chiếc nhẫn sẽ được làm size lại đúng size tay của quý vị nhé. Dạ vâng, và cái cách đo size như thế nào thì nếu mà quý vị chưa biết size tay của mình là size mấy thì quý vị cũng đừng có lo, liên lạc với Nguyên, Nguyên sẽ chỉ cho quý vị cách đo size tay. Còn nếu quý vị biết size tay mình size mấy rồi thì dễ rồi, nói đúng size là Nguyên sẽ làm đúng size cho quý vị. Và trước khi gửi đến cho quý vị, Nguyên để trên ống size chụp hình lại, make sure là cái size đã làm rồi cho quý vị đàng hoàng nữa. Cho nên vì yên tâm, có nhiều người cứ nói là trời ơi, trong lòng lo phập phồng không biết ổng có nhớ không, ổng có làm sai tôi không nữa ha. Thì quý vị khỏi lo. Cái này cũng là một cái
Quý vị ơi, tại vì mấy cái chị, mấy cái cô ở tiểu bang khi mà đi làm rồi mà về mà nó đi tới những cái tiệm Mỹ mà sửa sai một cái nhẫn như vậy nó khó khăn, quý vị, Khó mất khăn lắm. công lắm, mất thời gian lắm. Mà mình làm cái thói quen rồi, trước khi mà ship hàng cho quý vị đó, nguyên make sure những cái gì mà quý vị order đó là nguyên phải làm hết, và nguyên phải chụp hình lại để cho quý vị thấy rằng là đã làm xong rồi, chứ không thôi là nói qua nói lại hai bên không có đứng gặp mặt nhau. Bên thì nói làm rồi, bên nó chưa làm, mất công lắm ha quý vị. Thành ra mọi thứ đều chụp hình gọi phim là hết cho quý vị, cho quý vị yên tâm. Và hai chiếc nhẫn sau đây là một design bằng chất liệu vàng 18. Một chiếc thì màu vàng, một chiếc là màu trắng. Mỗi chiếc như vậy cân nặng khoảng 5 gram. Trên đó thưa quý vị có 11 viên kim cương 2 ly 8 Fancy Yellow Diamond VS1. Và 11 viên 28 này cân nặng là 1.15 poi, tức là hơn 1 carat đó quý vị, 1 carat 15. Dạ vâng. Nếu tính mỗi viên tiệm vàng Sao Nguyên chỉ từ $90 thôi thì 11 viên sẽ là 909, cộng cho 550 tiền vàng, tiền design là 1.540. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có $890 cho mỗi chiếc nhẫn bằng kim cương fancy yellow tuyệt vời như thế này, thưa quý vị. $890. Đó, quý vị thấy giống như là cái sản phẩm mà Thanh nhớ là đầu tiên của chương trình hôm nay, quý vị, thì những cái viên kim cương trắng và xanh á, chung với nhau nó cũng thiết kế giống như vậy. Nhưng mà hai cái sản phẩm đang trên màn hình của mình đó là những cái viên kim cương này cũng là 2 ly 8, nhưng mà những cái viên kim cương màu vàng, quý vị, rất là đẹp, quý vị, màu rất lạ đó. Thì bây giờ xài cái này rất là nhiều. Thành có một số kim cương này nhập về hôm trước đó, thì mang ra để mà là cho thợ lên từ từ để mà phục vụ cho quý vị. Vâng, mỗi một sản phẩm như thế này là màu vàng cũng như màu trắng, tất cả là kim cương màu đó. Mỗi sản phẩm chỉ có $890 nha quý vị, $890 Dạ vâng, một đúng rồi chiếc. quý vị, chỉ có $890 thôi, nếu trừ 550 tiền vàng tiền design thì còn lại là 340, mà chia cho 11 viên, tính mỗi viên kim cương chỉ có $31 thôi quý vị. Rất là tuyệt vời ha quý vị. Dạ vâng, nếu quý vị mua chung như vậy thì tính ra nó rẻ như vậy thôi, chứ mỗi viên kim cương nếu quý vị mua thì không có giá $31 đâu nha quý vị. Dạ vâng, hôm nay chiếc nhẫn với design 11 viên kim cương fancy giá lô 28 như thế này rất là đẹp mà chỉ có là $890. Quý vị thấy cái sản phẩm ở phía dưới đó là cái sản phẩm màu vàng đó, quý vị thấy nó có hai màu kim cương ở nha, nó màu kim cương vàng đậm và vàng lợn. Quý vị, thì những cái viên kim cương mà thiên nhiên thì thường nó có cái chỗ màu đậm màu lợn là nó rất là lạ, quý vị, đẹp lắm. Thì Thanh cố tình Thanh mang lên đây để mà cho quý vị coi là nó có mình giữa màu đậm và màu lợn, cho đó thì Thanh không có lựa luôn, cho nó cho tự nhiên phải không? Chiếc như vậy hả, em muốn mang lên đây để mà cho quý vị thấy một cái kim cương màu thì nó có hai ba màu đậm và lợn như vậy, quý vị, chứ không phải là những cái màu mà giống như là mình làm màu lên thì rất là đều. Đó, cái này không phải, này là natural, quý vị. Cái kim cương màu này thì sẽ có hai loại nha quý vị, có cái loại mình làm mà nhuộm màu và có cái loại thì cái màu nó tự nhiên, quý vị. Và mặt dây chuyền với một design bức thánh giá tuyệt đẹp như thế này, trên đó thưa quý vị có hai màu kim cương kết hợp với nhau, đó là màu kim cương trắng và kim cương xanh. Dạ vâng, bức thánh giá cân nặng 2.8 gram, vàng trắng, chất liệu 18K. Trên đó thưa quý vị có 12 viên kim cương 2 ly 8, cân nặng là 1.10 poi, tức là 1 carat 1 thưa quý vị. Gồm có 6 viên kim cương trắng VVS1 và 6 viên kim cương xanh VS1. Nếu mỗi viên kim cương là $120 thôi thì 12 viên sẽ là 1.440, cộng cho 350 tiền vàng tiền design là 1.790. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có $950. $950 quý vị. Rất là tuyệt vời ha quý vị. Số 15 rồi hả? Số 15 rồi. Số 15 luôn quý vị. Đó là trên cái bức thánh giá này là vàng 18. Đó, thì mình có 12 viên kim cương 2 ly 8 kết hợp giữa kim cương trắng và kim cương xanh luôn quý vị. Thôi quý vị lấy cái chiếc nhẫn mà đầu tiên đó quý vị, thì quý vị sẽ đeo chung một set của nó luôn quý vị. Và kim cương trắng với kim cương xanh như thế này với một độ to tổng thể là 1 inch 1/4,
rất là hợp cho quý anh đeo, quý anh quý ông đàn ông đeo vẫn đẹp nha quý vị, và quý cô quý chị cũng vẫn đẹp. Dạ vâng, chỉ có $950 thôi quý vị, kết hợp hai màu thế này quý vị thấy không, chiếc nhẫn cũng là kim cương trắng và kim cương xanh, và mặt dây chuyền kim cương trắng và kim cương xanh như thế này rất là đẹp. Màu dạ vâng, đẹp gì đâu quý vị ơi, đẹp gì đâu á ha. Dạ vâng, 950 thôi, và nếu chúng ta trừ ra 350 tiền vàng thì design thì còn lại là 600. 600 chia cho 12 thì mỗi viên kim cương chỉ có $50 thôi nha quý vị. Tính là rẻ như vậy đó quý vị. Dạ vâng, xin mời quý vị với một cái giá rất đặc biệt, chỉ có $950 mà 12 viên kim cương 2 ly 8 kết hợp giữa hai màu kim cương trắng và kim cương xanh nha quý vị. Vỏ là vàng 18 màu trắng rất là đẹp. Và cái chiều cao của cái bức thánh giá này để Thành để lên cho quý vị coi. 1 inch 1/4, tức là lớn hơn 1 inch. 1 inch 1/4 là nó có nghĩa là cái đồng 25 cent của mình là 1 inch rồi quý vị. Thì nó thêm 1/4 của đồng này nữa thì nó lớn hơn cái đồng 25 cent của mình nha quý vị. Cái chiều dài của sản phẩm. Dạ vâng. Xanh đẹp quá. Màu xanh, màu xanh màu nam đẹp cũng đẹp mà nữ đẹp cũng xanh đẹp. Mà đi với màu trắng đẹp gì đâu. Lấy ra đây, lấy ra. Không được, đây là những kiểu kia không được. Không được, đây là bình thường thôi. Nó cao quá, nó dư phần nỉ. Sao nó không thích. Dạ vâng, đây là đôi hoa tai donut tròn, hay còn gọi là form nữ hoàng tròn. Và cái độ to tổng thể là 10 ly nha quý vị. Độ to tổng thể là 10 ly. Đôi hoa tai cân nặng 4.5 gram. Vàng 18, màu vàng. Và cái vỏ cũng khá dày, một design của Hồng Kông. Trên đó có cả một cara kim cương tròn, nhận theo kiểu channel, nhận chìm xung quanh vòng tròn. Để xô lên hai viên center là hai viên kim cương 4 ly 8 nước Ý VS1. Và hai viên 4 ly 8 này cân nặng là 90 poi, tức là còn 10 poi nó đủ một cara đó quý vị. Và chắc chắn cộng thêm những viên kim cương xung quanh là hơn một cara rưỡi tất cả thưa quý vị. Và nếu mỗi viên kim cương tại tiệm vàng sao nguyên là $1,200 thì hai viên sẽ là 2,400, cộng cho cái vỏ bên ngoài Hồng Kông vàng 18 với những viên kim cương xung quanh là 1,600. 2,400 cộng cho 1,600 là 4,000. Như hôm nay trong chương trình sao nguyên Demoso đặc biệt đến với vị chỉ có $2,150, rất là tuyệt vời thưa quý vị. $2,150 quý vị. Thì sản phẩm cái này nó cũng là donut luôn, mà quý vị thấy nó màu vàng và nó to hơn cái sản phẩm hồi nãy. Thì em thấy nó khác khác một cái gì đó, để Thanh coi lại coi nó có một cái đặc điểm gì đó nó khác. Hai viên này là hai viên 48. Không. Quý vị, cái này là quý vị thấy nhìn kỹ sản phẩm này thì phía ngoài của nó, trên màn hình của mình quý vị, phía ngoài mình có một cái đường viền. Đó, đường viền nó đánh rất là láng lên để mình nó giống như là một cái đường tròn đó, nó nằm phía ngoài. Còn cái sản phẩm này thì nó khác này quý vị, thấy nó cũng là donut này quý vị. Giống như Thanh đã từng trình bày quý vị đó, mỗi sản phẩm nó có một cái nét đẹp khác nhau này quý vị. Đó, quý vị thấy rõ không? Đó, cái này nó giống như là những cái đường chấu xung quanh, họ kết hợp với những cái viên kim cương. Đó, thì cái sản phẩm đang trên màn hình thì nó được nhận ở trong một cái ổ tròn trơn như thế này, và hai vòng để mà chịu những viên kim cương nhỏ lại. Và ở giữa mình có hai viên kim cương 4 ly 8 vàng, màu vàng 18 khê, vỏ Hồng Kông rất là đẹp. Đó, hai viên kim cương 4 ly 8 nữa xin mang đến cho quý vị chỉ có $2,150. Và hai viên center 48 người ta làm chấu cao lên nha quý vị, nhìn rất là đẹp. Dạ vâng, quý vị nào thích thì chụp hình ngay để gửi vào số phone 714-775-7878 thì Nguyên sẽ giữ lại sản phẩm để chờ ngày shipping đến cho quý vị nhé. $2,150 nha quý vị. Vàng 18, vỏ Hồng Kông rất là đẹp. Rất là đẹp.
Và chiếc nhẫn sau đây là một design giống như chiếc nhẫn vừa rồi show cho quý vị đó, là toàn là baguette không. Thì chiếc nhẫn này là một design giống như vậy nhưng mình hơi khác chút xíu. Và trên đó thưa quý vị có hơn 1,5 carat kim cương baguette rất là đẹp như thế này. Chiếc nhẫn cân nặng là 9 gram, cũng khá là nặng vàng ha quý vị. 9 gram vàng 18 màu trắng, trên đó hơn 1,5 carat kim cương baguette, trị giá hơn 1,600 đến 1,800, nhưng hôm nay đặc biệt đến với vị với một cái giá hơn 50% off luôn, chỉ có $890. $890 quý vị. Đó thì cái sản phẩm này nó khác sản phẩm hồi nãy một chút xíu. Để thành để lên cho quý vị coi so sánh luôn. Đó. Hai chiếc khác nhau, chiếc kia như 600 mấy ha. Chiếc kia như 600 mấy, còn chiếc này là 859 đó quý vị. Cái chiếc này em thấy nó hoành tráng hơn quý vị, quý vị coi nè. Nhiều kim cương lắm. $890 cho sản phẩm này, những viên baguette. Mà cái vàng nó dày lắm quý vị. Vàng dày lắm. Dạ vâng. Cái này cái size chiếc nhẫn cũng hoành tráng lắm quý vị. Dạ vâng, quý vị nào thích thì chụp hình lại nha quý vị. Em đeo cũng vừa luôn quý vị ơi. À, Thanh này vừa quá Thanh. Nó làm như là cái thắt nơ đẹp quá ha. Tất cả là full kim cương baguette trên đó. Xin mang đến cho quý vị chỉ có là $890. Cái này quý vị có mua, quý vị mua nha quý vị. Thì để Thanh lấy Thanh đeo rồi vào của Thanh nó dành nó mất công nữa. Hai đứa dành nhau qua dành lắm lại. Quý vị. Tại em đeo vừa rồi, thành ra nó dành của em quý vị ơi. Dạ vâng, sản phẩm này rất là đẹp. Xin mời quý vị nha. Những viên baguette rất là chiếu sáng. À, nó to hơn cái sản phẩm hồi nãy nhiều lắm quý vị. Mà chỉ có $890. $890. Rất là tuyệt vời. Và sau đây là hai chiếc nhẫn, vừa là vàng trắng, vừa là vàng màu vàng, để cho quý vị so sánh. Mỗi chiếc như vậy cân nặng khoảng 3 gram, chất liệu vàng 18, thưa quý vị. Quý vị thấy trên đó có một viên ngọc thạch xanh oval được đo là 11 ly. Hôm nay xin đặc biệt đến với vị vừa là vàng 18, màu vàng hay là màu trắng, để cho quý vị lựa chọn. Và viên ngọc thạch xanh đẹp như thế này, tất cả xin mang đến cho quý vị với một cái giá tuyệt vời, chỉ có $290 cho một chiếc nhẫn dễ thương như thế này nha quý vị. $290. Chỉ có $290 mà thôi. Vàng 18 quý vị. Màu trắng cũng như màu vàng luôn. Và hai viên ngọc xanh lý ở trên rất là đẹp. Mà chỉ có $290 mà thôi quý vị. $290 vàng 18. Vàng 18 màu trắng hay là màu vàng tùy theo quý vị lựa chọn. Và trên đó một viên ngọc thạch màu xanh lý rất là đẹp. Mỗi chiếc như vậy xin đặc biệt đến với vị chỉ có $290. Cái này làm quà trong ngày lễ Thanksgiving hay là làm lễ Christmas, gia đình thân thương, mỗi người có một món quà trao cho nhau, thì đây là cũng là một trong những món quà mà quý vị lựa chọn được để tặng cho người thân, người quen của mình nha quý vị. Dạ vâng. Chỉ có $290 quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây là một đôi hoa tai rất là dễ thương. Đôi hoa tai này nguyên nghĩ là nữ đeo cũng đẹp và nam đeo cũng đẹp, bởi vì trên đó là một design 3V nhẫn theo kiểu tròn, cho quý vị đeo rất là bền và rất là chắc chắn, để show lên cái viên kim cương 4 ly đẹp nước Y VVS1. Dạ vâng, và cái vỏ 3V như thế này, nếu quý vị nào thích
thì quý vị chụp hình ngay và gửi vào số phone để mình giữ đôi hoa tai này cho quý vị. Trị giá trên 1.300, 1.400 như hôm nay đến quý vị chỉ có 790 đô la mà thôi cho đôi hoa tai 4 ly nha quý vị. Và cái vỏ bên ngoài không phải là nhận theo chấu mà nhận theo kiểu 3V, rất là đẹp. Sao mà rẻ vậy anh? Hai viên kim cương là đẹp. Đẹp quá ha. Hai viên kim cương 4 ly, cái nước khoảng tầm khoảng nước y rất là trắng, và những viên kim cương này rất là sạch quý vị, rất là đẹp. Cái vỏ này khó nhận lắm, thợ rất là ngán quý vị. Thợ họ ngán nhận những cái viên kim cương vô cổ tròn lắm, thành ra Thanh làm được cũng có bao nhiêu thì bán bao nhiêu thôi. Rồi thì than hết, không có hàng bán thì thợ nhận thêm số nữa thôi quý vị, không có nhiều. Đó. Mỗi sản phẩm như thế này chỉ có 790 đô la và cái sản phẩm này Thành còn 5 đôi nha quý vị. Thì quý vị nào muốn thì Thành sẽ gửi đến cho quý vị, tất cả là màu trắng. Chốt phía sau thì Thành có hai loại, chốt vặn và chốt đẩy luôn nha. Chỉ có 790 đô la. Mà nếu các anh mà đeo thì kiểu nghệ thuật đeo một chiếc thôi, tính là một chiếc có 300 mấy rồi ha. Tính ra có 300 mấy một chiếc thôi, rẻ quá. Dạ vâng, xin quý vị chụp hình ngay và gửi vào số phone để Nguyên ship đến tận nơi cho quý vị nha. 790 đô la. Và sau đây là hai chiếc nhẫn làm mặt chất liệu vàng 18, một chiếc màu vàng và một chiếc màu trắng khác nhau để cho quý vị nhìn xem và so sánh. Mỗi chiếc như vậy cân nặng khoảng 2.2 gram thưa quý vị. Trên đó với một design với 10 viên kim cương 1 ly 8 nước EVVS1, hôm nay xin đặc biệt đến với quý vị một chiếc nhẫn như vậy chỉ có 490 đô la mà thôi, rất là đặc biệt ha quý vị. Tại tiệm vàng Sao Nguyên, Nguyên bán một chiếc như vậy là 600-700 đô la, nhưng hôm nay đến với vị chỉ có 490 đô la. 490 đô la cho mỗi một chiếc quý vị, mà vàng, màu trắng luôn, tất cả là vàng 18. Và trên đây mình có 10 viên kim cương nhỏ nhỏ xinh xinh, cái này đeo chung với những cái chiếc nhẫn mà to to đấy quý vị thì rất đẹp. Mà bây giờ Thanh thấy mấy cái cô mấy em nhỏ nhỏ trẻ trẻ thì thích đeo những cái viên kim cương nhỏ nhỏ như vậy quý vị, không có thích đeo lớn. Còn nếu quý vị viết quý vị mà muốn màu rose gold thì Thanh cũng sẽ làm cho quý vị được màu rose gold cho quý vị nhé. Đúng rồi. Là bởi vì chiếc nhẫn của vị đang đeo là chiếc nhẫn màu rose gold với một viên kim cương lớn, mà quý vị muốn cặp thêm một chiếc nhẫn giống như vậy cặp chung với nhau á, màu gì thì Thanh sẽ làm đúng màu đó cho quý vị luôn. Đúng rồi, cái này có Roro luôn quý vị. Chỉ có 490 đô la cho mỗi sản phẩm vàng 18. Có 3 màu quý vị, màu trắng, màu vàng và cả màu Roro luôn, và màu hồng quý vị. Nha, chỉ có 490 đô la. Những cái viên kim cương ở trên đây là những cái viên kim cương 1 ly 8, 1 ly 9 nha quý vị. Dạ vâng, và tiếp theo đây là một chiếc nhẫn tuyệt vời với một chùm kim cương, hay còn gọi là chiếc nhẫn hoa chùm kim cương thưa quý vị. Chiếc nhẫn này cân nặng là 6.6 gram vàng trắng, chất liệu vàng 14K. Trên đó thưa quý vị có tất cả là 20 viên kim cương từ 2 ly cho đến 3 ly, tạo nên một đóa hoa chùm kim cương tuyệt đẹp như thế này. Cân nặng là 1,5 carat kim cương nha quý vị, hơn 1,5 carat kim cương nước FVS1, hôm nay với một độ to gần 1 inch to như thế này, và trên đó cả một chùm kim cương từ 2 ly đến 3 ly, trị giá hơn 2.000
nhưng xin đặc biệt đến với vị hôm nay chỉ có 1.150 đô la mà thôi, thưa quý vị, hơn một carat rưỡi kim cương từ 2 ly đến 3 ly, thưa quý vị. Chỉ có 1.150 đô la cho 20 viên kim cương từ 2 ly cho tới 3 ly trên sản phẩm này, quý vị. Thì cái này nó giống như là một cái chùm mà nho, chùm dâu vậy, quý vị ơi. Nó dài dài và nó phua kim cương hết. Mình đeo logo thì nó phủ cả gồm cái lóng tay của mình nha quý vị. Thì 20 viên kim cương này từ 2 ly cho tới 3 ly. Rồi, chỉ có 1.150 đô la mà thôi. Khi chúng ta đeo vào tay á, thì cái đó hoa chùm kim cương này nó không phải nhìn thẳng mà nó hơi nghiêng nghiêng ha, quý vị thấy độ nghiêng nghiêng không? Tạo nên một cái design đẹp và lạ, cũng như cái chùm kim cương này nó không có điều, nó làm như là nó một cái đóa hoa tự nhiên vậy đó. Trên đó Nguyên đo thấy 20 viên này từ 2 ly, 2 ly rưỡi, rồi 2 ly 7, rồi 3 ly. Cho nên đó thành ra là 1 carat rưỡi là như vậy đó quý vị. Và trị giá là hơn 2.000 như hôm nay, xin đặc biệt đến với vị chỉ có 1.150 đô la. Mình đeo vô thì nó nằm xuyên xuyên trên cái ngón tay của mình, quý vị, nó nằm xéo xéo, nằm phát ngang rất là đẹp. Chỉ có 1.150 đô la. Và chiếc nhẫn nào cũng sẽ được làm size miễn phí cho quý vị nhé, quý vị. Và chiếc nhẫn sau đây là một cặp nhẫn. Đó, quý vị thấy hai chiếc cặp lại với nhau, tức là một cặp nhẫn. Cân nặng là 4 gram, vàng trắng, vàng 14K. Và cặp nhẫn này là một design đẹp, một design của Hồng Kông. Cho nên quý vị thấy những cái chấu họ làm rất là tỉ mỉ, rất là nhuyễn và rất là chiếu sáng bằng những viên kim cương, gồm có 25 viên 1 ly 7 xung quanh. Đó, cái chấu nhuyễn mà của design Hồng Kông, người ta làm cái chấu đẹp lắm nha quý vị. Và xô lên một viên kim cương 6 ly 1 màu xanh, thưa quý vị. Viên kim cương center là viên kim cương 6 ly 1, 1 carat, thưa quý vị, màu xanh. Blue VVS1. Cái màu xanh này sạch nha quý vị, sạch đẹp. Dạ vâng, nó là VVS cho nên trị giá là 4.500 trở lên. Nhưng hôm nay tính cho quý vị cái giá trị của nó là 4.500 thôi. Và cái vỏ xung quanh với một cặp nhẫn, những viên kim cương 1 ly 7 như thế này, là cái cặp nhẫn này là 1.500, là 4.500 cộng 1.500 là 6.000 ha quý vị. Nhưng hôm nay xin đặc biệt discount cho chương trình này chỉ có 2.770 đô la cho một cặp nhẫn với viên kim cương 1 carat 6 ly 1 như thế này nha quý vị. Dạ vâng, quý vị thấy Hồng Kông thì họ làm thì mình thấy nó rất là hoàn hảo quý vị. Từng cái chấu và từng cái thiết kế họ làm nó thanh mảnh mà nó đẹp quá quý vị. Thì những cái viên kim cương ở trên đây cũng rất là chiếu sáng. Ở giữa mình có một viên kim cương 6 ly 1 màu xanh rất là chiếu sáng. Đó. Thì sản phẩm này chỉ có 2.770 đô la mà thôi. Viên kim cương 6.1 này, cái đíp này em thấy nó dày quá. Đíp dày. Cái đíp rất là thường dày. Thường một cara đó quý vị, mà cái giá nào mà dưới 3.000 là cái viên kim cương không á, mà dưới 3.000 cũng đã là rẻ rồi, là không có rồi quý vị. Mà thường thường là những viên đó là những viên có tì vết. Còn riêng cái viên này á, là viên VVS rất là sạch, mà không những dưới 3.000 mà cộng thêm cái vỏ Hồng Kông này nữa, thì đây là một chiếc nhẫn tuyệt vời. So với cái giá là cái giá dưới 3.000 thì chỉ có 2.770 đô la thôi. Quý vị hãy suy nghĩ và lấy về cho mình chiếc nhẫn đẹp với viên kim cương xanh 6 ly 1 như thế này và vỏ Hồng Kông tuyệt đẹp. Một chiếc nhẫn phải nói rằng là đeo vào thanh mảnh, sạch đẹp và dễ thương. Nó không phải là rườm rà ha quý vị ha, mà dưới 3.000, phải nói là dưới 3.000 nhiều đó quý vị. Viên kim cương 6 ly 1 cộng với cái vỏ rất đẹp mà chỉ có là 2.770 đô la mà thôi.
đẹp quá, nhẫn này màu xanh đẹp quá. Để Thanh sẽ có còn những cái vỏ này nữa, để Thanh sẽ lên những cái sản phẩm như thế này, mà viên kim cương ở giữa là một viên kim cương màu champagne hoặc là những viên kim cương trắng rất đẹp để mà mang lên để phục vụ quý vị. Thiết kế giống như vậy luôn, nhưng mà nó có màu kim cương khác nhau như quý vị. Cái design này đẹp quá, đơn giản nhưng mà rất là đẹp luôn. Và tiếp theo đây thưa quý vị là hai chiếc nhẫn đó, vì nhìn màn hình không, là một kết hợp giữa truyền thống và cách tân, tức là kết hợp giữa màu ngọc thạch xanh tiền điếu theo kiểu người xưa đó quý vị, và kim cương theo kiểu tân thời. Dạ vâng, kết hợp giữa kim cương và ngọc thạch xanh rất đẹp như thế này. Hai chiếc nhẫn làm bằng chất liệu vàng 18 hết, một chiếc là màu trắng, một chiếc là màu vàng ha quý vị. Nhưng mà hai chiếc nhẫn nó sẽ khác nhau, khác giá nhau thưa quý vị. Chiếc màu vàng là chiếc nhẫn với cái viên ngọc thạch 8 ly và viên kim cương 2 ly rưỡi, nước ép VS1. Và cái chiếc bên trái là chiếc ngọc thạch 11 ly và cái viên kim cương là viên kim cương 3 ly 2, nước Y VVS1. Hôm nay xin đặc biệt đến với vị cái chiếc bên phải nhỏ hơn á, là chỉ có, đặc biệt không quý vị, rất đặc biệt các quý vị, chỉ có $290, vừa vàng 18, vừa ngọc thạch xanh và vừa viên kim cương 2 ly rưỡi. Còn cái chiếc bên trái là cái chiếc lớn hơn, giá sẽ là $590, vừa viên ngọc thạch 11 ly và viên kim cương 3 ly 2, cũng như là chiếc nhẫn bằng vàng 18. Đó là hai chiếc mà quý vị có thể lựa chọn nha quý vị. 290 là chiếc nhỏ và chiếc lớn là 590. Không. Chiếc nhỏ ở trên đấy quý vị là 290, và cái chiếc ở dưới quý vị thấy nó to hơn và là 590. Tất cả là vàng 18 và ở giữa cái tiền điếu quý vị, mỗi một chiếc như vậy nó có một viên kim cương nha quý vị. Đó, thì hai cái màu ngọc cũng khác nhau luôn. Hai cái viên tiền điếu nhỏ ở trên đấy quý vị thấy nó sơn thủy đậm lợt, màu trắng trắng rất đẹp, và ở dưới thì màu xanh lý lục quý vị. Cái tiền điếu lớn là xanh lý lục nha quý vị. Sản phẩm phía trên là màu vàng 18 luôn. Một cái tiền điếu có một viên kim cương nhỏ là $290. Cái sản phẩm phía dưới, cái tiền điếu lớn hơn và viên kim cương cũng lớn hơn, $590. Dạ vâng. Tất cả là vàng 18 quý vị, màu trắng cũng như là màu vàng. Sản phẩm ở trên là nhỏ là 290 và ở dưới là 590 quý vị. Quý vị nào thích xin quý vị hãy xem lại một lần nữa, Nguyên đọc rất là rõ ràng, Nguyên thường thường Nguyên đọc xong rồi Thanh đọc trở lại nữa cho quý vị nghe, và quý vị có thể xem lại một lần nữa và nghe cho kỹ information để trước khi quý vị quyết định sản phẩm nào. Còn nếu mà Nguyên có thiếu sót sản phẩm nào mà thiếu sót chi tiết gì nữa đó, thì quý vị có thể gọi vào số phone 714-775-7878. Mà trước khi quý vị gọi, xin quý vị hãy chụp hình hoặc là ghi xuống cái số đó là số máy, là gửi vào cái số phone của Nguyên trước nha quý vị. Chứ còn quý vị không chụp hình mà không nói số máy á, mà quý vị gọi phone, Nguyên không có thể tạo biết cái đúng cái sản phẩm để trả lời đúng câu hỏi cho quý vị được. Và hai chiếc nhẫn sau đây là hai chiếc nhẫn bằng vàng 18, chất liệu vàng 18, một bên là màu trắng, một bên là màu vàng. Cân nặng mỗi chiếc như hai vậy chiếc là màu trắng hết anh, màu vàng không có. Màu vàng có thể là màu vàng bỏ ngoài rồi. Vậy hả? Vậy là quý vị cũng có thể request cho chiếc màu vàng được nha quý vị. 2.4 gram thưa quý vị. Trên đó có 5 viên kim cương 2 ly 9, nước Y VVS1. Và nếu tính mỗi viên chỉ là 150 thôi, thì 5 viên sẽ là 750, cộng cho 350 tiền vàng thì design là 1.100. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có
590 đô la, tôi rất là đặc biệt cho mỗi chiếc nhẫn như thế này. 5 viên 2 ly 9, cân nặng là nửa cara nha quý vị. Dạ vâng, 5 viên 2 ly 9, nước y VVS1 này, cân nặng là 0.50 poi, tức là nửa cara. Tất cả xin mang đến cho quý vị, mỗi chiếc chỉ có 590 đô la. Và quý vị có thể làm vàng màu trắng, màu vàng hay là màu rose gold cũng vẫn được nha quý vị. Đúng như vậy, cái này thì Thành có 3 màu luôn nha quý vị. Thì mình muốn màu trắng cũng có. Hai sản phẩm trên màn hình của mình là hai sản phẩm màu trắng hết. Và màu vàng cũng có, màu hồng cũng có. Và những cái viên kim cương kết như thế này thì Thành có từ 1 ly mấy cho tới 2 ly mấy tới 5 ly luôn cũng có như vậy, thì tùy theo mình thích như thế nào. Thì thường những cái chiếc mà cái hộp to đó thì mình đi kim cương ít lại, tại vì nó nằm hết cả ngang cái đóng tay mình rồi vậy. Khi vì làm nó to quá thì nó sẽ chồm qua ngoài cái ngón tay của mình đeo vô thì nó hơi bị còm như vậy. Còn những cái sản phẩm như thế này thì vì đeo nó rất là vừa vặn, rất là đẹp nha. Mỗi sản phẩm như thế này, 5 viên kim cương 2 ly 9 vàng 18, có 3 màu luôn, màu trắng, màu vàng và màu hồng, quý vị chỉ có 590 đô la, quý vị. 5 viên Thành cũng có, 7 viên cũng có, 10 viên, 11 viên gì có hết nha quý vị, và cả một cái vòng luôn, hết chiếc nhẫn cũng có luôn. Những cái sản phẩm mà nó vòng kim cương hết thì quý vị nhớ báo cái size chính xác nha quý vị, tại những cái sản phẩm mà kim cương vòng hết quý vị mình không có sửa size được nha. Chuyển lẹ để coi kim cương xíu để em làm cái này nó hơi lâu nè. Và những chiếc nhẫn mà Nguyên không có nói sai mấy trên cái thông tin á thì quý vị khỏi lo về cái sai, bởi vì Nguyên sửa sai được cho quý vị. Còn cái chiếc nào mà Nguyên có không sửa sai được á thì Nguyên sẽ nói cho quý vị thấy, cho quý vị biết cái sai nhẫn là sai mấy, là cái coi những nhẫn nó không sửa sai được. Còn chiếc nào mà sửa sai được là Nguyên không nói cái sai, để mà Nguyên sẽ sửa đúng cái sai cho tay cho quý vị. Cho nên quý vị khỏi lo là sai nhẫn là sai máy nha, bởi vì sửa sai được cho quý vị, đúng sai cho quý vị luôn. Dạ vâng, thưa quý vị, sau đây là hai mặt dây chuyền, một design cúc đại đó tuyệt đẹp như thế này. Mỗi mặt cân nặng là 2.5 gram, chất liệu vàng 18, một bên là màu vàng, một bên là màu trắng để cho quý vị so sánh. Và trên đó thưa quý vị có 12 viên 2 ly và 7 viên 2 ly 3, 12 viên 2 ly và 7 viên 2 ly 3, tức là 19 viên đó quý vị, 19 viên từ 2 ly cho đến 2 ly 3 thưa quý vị. Nước EVS1 tổng cộng là 0.75 poi, tức là 75 cara, tức là 0.75 poi, là còn 25 poi nữa là 1 cara đó quý vị. Dạ vâng, nếu tính mỗi viên tại tiệm vàng Sao Nguyên chỉ từ có 60 đô la thôi, thì 19 viên sẽ là 1.140, cộng cho 350 tiền vàng tiền design là 1.490. Nhưng hôm nay xin đặc biệt đến với vị chỉ có 770 đô la mà thôi, tuyệt vời ha quý vị. Và cái độ to từ dưới lên trên được đo là 3/4 inch nha quý vị. Dạ vâng, 19 viên kim cương 2 ly 3 hả? Tất cả hả? 19 viên kim cương từ 2 ly cho đến 2 ly 3. Xung quanh là những cái viên kim cương 2 ly, phải không? Ở giữa là một cái chùm, ở giữa là 2 ly 3. À, vậy hả? Đẹp quá ha. Họ làm phua kim cương mà khích đều như thế này thì nó chiếu lấp lánh đó quý vị. Tạo nên một đóa hoa cúc đại đó đẹp tuyệt vời mà quý vị đang nhìn trên màn hình. Trên đó có 19 viên từ 2 ly cho đến 2 ly 3. Bên tay trái của mình là sản phẩm màu vàng quý vị, và bên tay phải là màu trắng. Tất cả là vàng 18 như quý vị. Mỗi sản phẩm chỉ có 770 đô la, sao đặc biệt quá vậy? Đặc biệt quá ha. Kim cương hết nha quý vị. Quá. Rất là đẹp thưa quý vị. Quý vị nào thích thì chụp hình lại ngay nhé. Và cho Nguyên biết là quý vị thích màu vàng hay là vàng màu trắng, để Nguyên sẽ chừa là đúng cái mặt dây chuyền này và ship đến tận nơi cho quý vị. Cái này gần 1 carat kim cương trên mỗi sản phẩm này rồi quý vị ơi. 75 poi đó, 75 poi. Dạ. 75 80 poi, tức là còn có 25 phôi nữa là 1 cara mà. Cái này giống như bán kim cương mà tặng cái vỏ cho quý vị đó. Không có tính cái vỏ như quý vị. Cái vỏ này thì quý vị mua cũng phải 100 mấy, 200 đồng cho cái vỏ này nha quý vị.
và tiền công thì Thanh chỉ có tính tiền công mà mỗi một viên kim cương như vậy là để có 19 viên, 10 viên thì nó hết gần 30 đồng, bởi vì 20 mấy đồng thì nó gần 50 đồng cho tiền công những viên kim cương này quý vị. Công bây giờ nó rất là cao quý vị. Thời buổi khó khăn, giật giá leo thang quý vị, cái gì cũng lên giá hết. Có một mình em thì xuống giá thôi quý vị ơi. Vậy đó. Đợi xíu nha. Nó đẹp chưa? Đẹp quá. Hết sảy luôn. Dạ vâng, thưa quý vị, đây là những vòng đeo tay mà quý vị nhìn thấy trên màn hình, kết hợp giữa viên ngọc thạch xanh và vàng 24K thưa quý vị. Mỗi viên ngọc thạch xanh như vậy là 10 ly nha quý vị. Quý vị có thể chọn màu xanh nào tùy theo quý vị lựa chọn. Nguyên có thể chụp hình những cái màu xanh khác nhau để đưa cho quý vị quyết định. Và những cái viên bi bằng vàng 24 này là gồm có 7 viên 6 ly. 7 viên 6 ly là những viên bi bằng vàng 24. Hôm nay xin đặc biệt đến với vị mỗi chiếc vòng như vậy chỉ có 390 đô la. Mà cái đặc biệt ở đây á, là Nguyên với Thanh chỉnh theo đúng cái size tay của quý vị nữa. Chứ còn quý vị mua những nơi khác hoặc là những cái tiệm người ta không biết thắt, người ta bán cho quý vị thẳng luôn. Nhiều khi về quý vị đeo thấy rộng quá hoặc là chặt quá. Nhưng mà riêng đây thì Nguyên với Thanh sẽ đo đúng size tay của quý vị. Và ngoài ra Nguyên còn gửi thêm quý vị 1-2 viên bi extra để cho quý vị để dành. Nếu chẳng may sau này quý vị có muốn kết lại cho nó dài thêm, quý vị có cơ hội kết lại và gửi cho quý vị thêm cái sợi dây thun bên trong để quý vị có thể tự làm nữa. Cho nên mỗi cái chiếc như vậy chỉ có 390 thì rất là đặc biệt, phục vụ cho quý vị rất là tốt trên đó thưa quý vị. Dạ vâng, và cái vấn đề mà mình làm cái vòng tay này lại vì quý vị thắt lại rất là dễ dàng đó. Thì quý vị nào mình đã từng mua và mình đã từng bị hư rồi thì có thể là liên lạc cái số điện thoại phía dưới màn hình đó thì Thanh sẽ hướng dẫn cho quý vị nha, free nhé. Có nghĩa là quý vị muốn hướng dẫn biết, là cho quý vị biết cách thắt như thế nào đó, làm lại như thế nào nha, thì mình chỉ cho quý vị thêm đó, để học thêm nghề nữa. Dạ vâng, tại bên càng nhiều nghề càng khổ quý vị, đừng có ham đó. Thì quý vị mỗi một sản phẩm như thế này chỉ có 390 đô la mà thôi, thì vừa ngọc và vừa vàng như thế này, cái sản phẩm này bán giá này là lộ nè. Cái chiếc vòng đẹp quá, vòng đẹp quá. Cái đá này quý vị mua không có phải dễ có đâu vì cái màu này này, vì nhìn kỹ cái màu này để thành xôi quý vị coi, cái màu này bây giờ không có nhiều đó. Bây giờ ở nhà còn hồi xưa để lại bao nhiêu thì bây giờ Thanh Tem bán quý vị thôi. Cái này thì giờ em có nhiều nè, cái này thì bây giờ đá mới quý vị có rất là nhiều, vẫn là ngọc nhưng mà đá mới bây giờ. Còn đá này là không có nhiều đó quý vị, cái này là vô giá luôn, Thanh bảo đảm quý vị. Cái màu ô liu này không còn nhiều đâu. Và tương lai cũng sẽ không có luôn, nó có những cái màu này thôi. Và cái màu thiên nhiên như thế này rất là ít. Thanh lấy cái này lộn rồi nè. Màu này bán cái này mua không có được, nó không có hàng nữa đâu. Dạ vâng, mỗi sản phẩm chỉ có 390 đô la mà thôi quý vị. Quý vị có thể đo đúng cái size tay của mình là chiều dài là 7 in hay 7 in rưỡi hay là 6 in rưỡi gì đó thì Thanh sẽ thắt lại đúng cái size để gửi đến cho quý vị nha. Và thưa quý vị, và tiếp theo đây là một mặt dây chuyền với một design hoa hướng dương rất là đẹp mà quý vị nhìn trên màn hình. Trên đó mặt dây chuyền cân nặng là 4 gram, chất liệu vàng 18, màu trắng, vỏ Hồng Kông. Thưa quý vị, với 14 viên kim cương 3 ly và 1 viên kim cương 3 ly 8, 14 viên kim cương 3 ly và 1 viên kim cương 3 ly 8 nằm ngay giữa là viên kim cương 3 ly 8 đó quý vị, và xung quanh những cánh hoa hướng dương này là 14 viên 3 ly nước Ý VVS1. Tất cả 14 viên 3 ly và 1 viên 3 ly 8 này cân nặng là 1.85 poi, tức là gần 2 carat rồi quý vị. 1.85 poi, gần 2 carat và cả độ to từ dưới lên trên là 1 inch. Hôm nay đặc biệt đến với vị chỉ có 1.690 đô la mà thôi. Trong khi đó trị giá mặt dây chuyền này tại tiệm vàng Sao Nguyên là 2.900 nha quý vị. Tổng cộng là bao nhiêu viên kim cương ạ? 14 viên 3 ly và 1 viên 3 ly 8 là 1.85 phôi, tức là gần 2 carat đó quý vị.
gần 2 carat kim cương nó nằm ở trên sản phẩm này quý vị. Thì đó, quý vị thấy những cái cánh hoa là những cái viên kim cương 3 ly và một cái nhụy hoa là một viên kim cương 3 ly 8 gần 2 carat kim cương ở trên sản phẩm này. Vỏ vàng 18, thiết kế của Hồng Kông rất đẹp mà chỉ có 1.690 đô la mà thôi quý vị. Dạ vâng, 14 viên 3 ly là những cánh hoa hướng dương và nhụy hoa là viên 3 ly 8 là gần 2 carat kim cương thưa quý vị, và với độ to là gần 1 inch. Độ to là 1 inch, từ dưới lên trên là 1 inch đó quý vị. Và mặt dây chuyền như thế này đặc biệt đến với vị chỉ có là 1.690 đô la mà thôi. Em sẽ làm cái sản phẩm này kim cương màu quý vị coi. Rất đẹp quý vị. Em lên mấy cái rồi nhưng mà không còn quý vị, hết rồi, để thành cho thợ. Lên tới đâu nữa tới đó. Kim cương màu quý vị coi sản phẩm này nha. Cái sản phẩm này mà quý vị đi cái vỏ màu vàng mà những cái viên kim cương vàng với chung với màu trắng quý vị ơi, nó đẹp vô cùng, đẹp lắm. Sản phẩm này xin mang đến cho quý vị chỉ có là 1.690 đô la mà thôi nha quý vị. Em sẽ lên những cái sản phẩm kim cương màu để cho quý vị đẹp lắm. Thanh mát tay lắm quý vị. Thanh lên tới đâu là đồ bay đi vèo, không chịu ở lại dưới ngoài. Mà đặc biệt con cái là em đeo quý vị. Em đeo vô cái nào hết cái đó quý vị ơi. Thật ra mình cũng không có cái duyên đeo lâu với nó nữa quý vị. Đeo rồi là xong. Xích lên chút nữa. Không được, em làm vậy nên cho thấy cái trái bầu mà. Đó. Và chiếc vòng sau đây là một chiếc vòng đặc biệt. Trên đó quý vị thấy có một cái đoạn bằng vàng 24 nha quý vị. Vàng 24K. Và trên đó là một design mắc tre và treo ba cái bình bầu hồ lô. Rất là đẹp. Cái bình hồ lô này quý vị biết không, là nó chiêu tài lộc, nó hút tài lộc về để mang về cho mình. Nó chứa trong ba cái hồ lô này. Thì một cái là nó chứa, Thanh nghĩ là chứa tiền nè. Một cái là chứa vàng, cái thứ ba ở bên đây thành cho nó chứa kim cương nha quý vị. Chứa kim cương. Còn và... trên cái ống trúc đó quý vị ơi, quý vị chứa những cái gì mà may mắn để mà mang đến cho mình nha quý vị. Đó. Dạ vâng, và cái mắt tre nó độ dài của nó là 1.5 inch nha quý vị. Còn những viên bi ngọc thạch đó là 6 ly. Và những viên bi ngọc thạch này quý vị sẽ chọn cái màu khác nhau, mình sẽ đưa cái màu khác nhau cho quý vị lựa chọn được. Và custom make tức là làm theo đúng vòng tay của quý vị. Xin đặc biệt đến với quý vị mỗi vòng như vậy chỉ có 550 đô la mà thôi, vừa là ngọc thạch vừa là vàng 24 đó quý vị. Dạ vâng, và cái này là những cái ống tre đó và những cái trái bầu là bằng vàng 24, và xung quanh là những cái viên thạch anh rất là đẹp. Thạch anh ở giữa màu nâu nâu, màu hổ phách quý vị, và những cái viên màu vàng chanh rất đẹp. Bởi vì nhớ những cái bình hồ lô này thì ý nghĩa của nó là thu hút tiền tài, tài lộc, và nó đem lại những cái sự may mắn đến cho mình. Quý vị nhớ hồ lô mà quý vị coi những cái phim Tây Du Ký đó là hút tài thiên vô hay là gì đó quý vị nhớ không? Đó, thì những cái bình này là nó hút tài lộc nha quý vị. Này mà tới 3 bình lận. Chỉ có, thì đó, một cái là hút tiền, một cái là hút vàng đi, một cái là hút kim cương. Chắc em chọn cái thứ ba quý vị, em thích hút kim cương hơn nha quý vị. Làm kim cương quá. Và sản phẩm này chỉ có 550 đô la, đẹp lắm, để tèo giữa tay cho quý vị coi. Những cái viên này là những cái viên thạch anh rất là đẹp quý vị. Quý vị thấy cái những cái viên này nó thiên nhiên, thành ra nó có màu đậm, màu lợt. Quý vị thấy nó có màu xanh rêu nè, màu vàng. Quý vị thấy những cái viên này nữa quý vị. Những cái viên này nó có những cái tóc tiên ở trong đó quý vị. Thạch anh tóc tiên. Và cũng có thể quý vị chọn cái màu ngọc thạch khác, quyên có 5-7 màu khác nhau tới chưa quý vị lựa chọn nữa. Mình sẽ chụp hình qua cho quý vị những cái màu khác để quý vị lựa chọn thêm cũng được nha quý vị. Dạ vâng. Và chiếc nhẫn sau đây là một design với 3 viên kim cương I love you. Và 3 viên kim cương I love you này là một viên 4 ly 1 và 2 viên 4 ly 2 thưa quý vị. Một viên 4 ly 1 và 2 viên 4 ly 2. Thì 2 viên 4 ly 2 nằm ở hai bên và một viên 4 ly 1 nằm ở chính giữa nha quý vị.
Chiếc nhẫn cân nặng là 4.8 gram, vàng trắng, vàng 14K, nước EVVS1 cho 3 viên kim cương I Love You này. Và nếu tính mỗi viên là 550 thôi, thì 3 viên sẽ là 1.650, cộng cho 450 tiền vàng, tiền design là 2.100. Nhưng hôm nay, xin đặc biệt đến với vị chỉ có 1.290 đô la cho 3 viên kim cương 4.1 và 2 viên 4.2. 3 viên kim cương, 1 viên 4.1 và 2 viên 4.2 đó quý vị. Dạ vâng, chỉ có 1.290. Nếu trừ ra 450 tiền vàng, tiền design thì còn lại là 804. Mà chia cho 3 thì mỗi viên là chính có tính ra chỉ có 208 thôi nha quý vị. Rất là đặc biệt ha quý vị ha. Dạ vâng, nếu vị thích chiếc nhẫn 3 viên I Love You này, xin vị chụp hình lại và gửi vào số phone 714-775-7878. Dạ vâng, xin mang đến cho quý vị chỉ có 1.290 đô la nha quý vị. Cho 3 viên kim cương 4.1 và 4.2. Cái này cái tai nhỏ nhỏ xinh xinh rồi đeo vô rất đẹp quý vị. Đơn giản chỉ 3 viên kim cương show lên hết cái bề mặt như thế này. Em mua hoa không quý vị ơi? Quý vị mua hoa không quý vị? Quý vị mua hoa không quý vị ơi? Vừa là hoa hồng mà vừa là hoa mai nha quý vị, đẹp lắm. Có cẩm chướng không anh? Hoa cẩm chướng chưa về. Bây giờ chơi cắt cớ quý vị, bán hoa hồng hoa mai vậy Thanh không cần biết. Bây giờ mình mua cẩm chướng quý vị. Đó. Dạ vâng, và những đóa hoa này là những đóa hoa bằng vàng 24K thưa quý vị. Quý vị thấy độ to của mỗi đóa hoa là 12 ly nha quý vị. Còn cái viên ngọc thạch đó quý vị có thể chọn bằng những cái viên ngọc 6 ly, 8 ly hay là 10 ly là những viên ngọc tùy theo quý vị lựa chọn nha. Chút nữa cầm lên từng vòng cho quý vị thấy độ to khác nhau của những viên ngọc thạch xanh và những màu khác nhau. Mỗi vòng như vậy có 2 đóa hoa và mỗi đóa hoa là 12 ly. Quý vị có thể chọn đóa hoa mai hay là đóa hoa hồng. Cái đóa hoa nào quý vị thấy cánh hoa họ cũng làm diamond cut, nó nổi bật lên đẹp giống như là đóa hoa tươi gì đó mà bằng vàng 24 và màu sắc rất là đẹp như thế này. Xin đặc biệt đến với vị chỉ có 330 đô la cho mỗi vòng như thế này và làm lại đúng vòng tay theo đúng size của vị nữa. 330 đô la quý vị. Đó là hoa mai đó quý vị. Và cái hoa hồng này là cái vòng của nó, cái viên bi của nó là 8 ly nha quý vị. 8 ly nó viên bi nó hơi nhỏ, nhưng mà nhiều khi quý vị thích nhỏ, nhỏ đeo nó dễ thương và nó mỏng mảnh, nhưng mà nó show cái mặt hoa hồng lên nó to lên đẹp hơn. Thì tùy theo quý vị thì thích nào cũng được. Và mỗi vòng như vậy là chỉ có 330 đô la mà thôi. Vàng 24 như vậy. Và cái này là kết hợp giữa đá quyền quý vị, đá quyền đá đen đó, và ngọc thạch. Và cái này là mã não và đá quyền luôn. Và cái này cũng là mã não luôn quý vị. Đẹp quá ha quý vị. Bây giờ là quý vị không cần đi mua hoa nữa, mà quý vị sẽ được người đem tài lộc đến cho quý vị. Vị ngồi ở nhà thôi là có người đem sự lucky, may mắn và vàng bạc đá quý đó cho quý vị. Đó là con tỳ hưu thưa quý vị. Và những con tỳ hưu này cũng là bằng vàng 24 luôn thưa quý vị. Cái vòng con tỳ hưu thưa quý vị được mỗi vòng như vậy là hai con tỳ hưu, mỗi con như vậy là 2/3 inch, chứ là lớn hơn nửa inch chút xíu nha quý vị. 2/3 inch cho mỗi con tỳ hưu bằng vàng 24, rất là đẹp. Và viên ngọc thạch bằng đủ màu để cho quý vị lựa chọn.
mỗi viên ngọc như vậy là 6 ly hoặc là 8 ly là độ to của nó. Và mỗi vòng như vậy quý vị thấy không? Hai con tỳ hưu. Xin đặc biệt đến với vị, mỗi vòng với hai con tỳ hưu bằng vàng 24K chỉ có 270 đô la cho mỗi vòng. Nguyên sẽ làm đúng theo cái size tay của vị luôn, cho nên vị đeo rất là vừa vặn và rất là dễ thương. Và đá thì có rất là nhiều màu nha quý vị. Thì quý vị tùy quý vị thích cái nào thì Thành sẽ làm cái đó cho quý vị, rất là nhiều màu. Thạch anh, tóc tiên, rồi đá mắt mèo, rồi đá mắt hổ, rồi nhiều loại đá nha quý vị. Ngọc thì nó có 2-3 màu luôn, ngọc này sơn thủy. Đó. Và ngọc thì mọc màu xanh lục và có cả cái màu cái này cũng lạ lắm nha quý vị. Cái màu này rất là lạ luôn, bán rất là chạy cho cái màu này, đá này. Đó nha quý vị. Và Thanh đeo thử cho quý vị coi một cái sợi màu đen rất là đẹp. Và mỗi sản phẩm như thế này xin mang đến cho quý vị chỉ có là 270 đô la nha quý vị. Màu nào cũng có hết nha. Xong. Xong. Dạ vâng, mỗi chiếc vòng bằng vàng 24 với hai con tỳ hưu như vậy mà chỉ có là 270 đô la thì rất là đặc biệt, để cho quý vị có thể mua từ một cái vòng hay là 5-7 cái vòng, nhiều hơn nữa để làm quà trong những dịp lễ sắp tới. Và nếu quý vị nào muốn thì quý vị liên hệ với Nguyên gấp nha, tại Nguyên bán những cái vòng này rất là chạy đó quý vị, rất là nhanh, rất là chạy đó, quý vị thấy không? Trên tay Thanh đang cầm cho quý vị đây là những cái vòng bằng vàng. Những cái sản phẩm này quý vị biết không? Những cái sản phẩm này quý vị biết không? Những cái cô chú anh chị mà tiệm nail ở các tiểu bang đó mua rất là nhiều. Mỗi một người vậy mình mua khoảng có bao nhiêu thợ đấy về thì mua bao nhiêu sợi để mà tóc, mình lì xì, mình mang những cái sản phẩm ra mình tặng đầu năm rất là quý. Cái thứ nhất đó là đá chiêu tài lộc, mang lại sự may mắn cho mình đầu năm đầu tháng. Và cái thứ hai nữa là mình tặng đây là vàng thật quý vị, là vàng 24 nha quý vị. Thành ra có món quà đầu năm rất là ý nghĩa. Đây là những sản phẩm mà Thành giới thiệu cho tất cả quý vị. Dạ vâng. Dạ vâng, lễ Thanksgiving sắp tới rồi, cũng như lễ Christmas sắp tới, thì Nguyên nghĩ là những ngày lễ mà mình trao nhau những món quà tình thương. Và món quà tình thương nào cũng là món quà quý hết, nhưng mà riêng bằng vàng bạc, đá quý hay là những viên kim cương thì vẫn là vĩnh cửu hơn. Và Nguyên hy vọng là quý vị đang xem chương trình Sao Nguyên Demo Show như thế này, hy vọng quý vị sẽ chọn được một sản phẩm nào đó để làm quà trong mùa dịp lễ năm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã xem qua cho đến tận 2 tiếng đồng hồ này. Và xin chúc quý vị cũng như là đến tất cả mọi gia đình, người đồng hương, người Việt Nam chúng ta sắp sửa chúng ta sẽ có một cái những ngày dịp lễ cuối năm thật là vui tươi, thật là nồng ấm bên người thân và gia đình. Dạ vâng, xin kính chúc quý vị một buổi chiều thứ sáu thật là an vui, an lành, nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Quý vị, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong show Sao Nguyên Diamond Show kế tiếp. Kính chào quý vị. Dạ vâng, xin kính chào quý vị nha. Và nếu có mọi thắc mắc gì xin quý vị liên lạc vào số phone 714 775 7878. Dạ vâng, xin kính chào.